Chứa không? Như kiểu tóm thác luôn này. Như kiểu mưa. Nào, cái trận mưa thì ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay thì trời rất là nắng luôn các bạn. Hà Nội lại quay trở lại với cái nắng rất là oi ả luôn. Nên là tôi sẽ nghĩ ra một cái thử thách cho ba người. Đây vẫn là thằng Cường Lát này. Còn đây, đấy các bạn nhìn theo chính Giru Phịch Thủ đến từ Vương quốc Ả Rập Xê Út. Và hôm nay thử thách của chúng tôi sẽ là thi xem ai sẽ chịu đựng được trong một cái bể nước mà đá 0 độ C, âm độ C luôn các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và share, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em chúng mình nhé. Đây là cái bể bơi mà bọn mình sẽ thực hiện thử thách ở đây. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu cho nước vào các bạn nhé. Đã ấy chưa? Đã vít cái lỗ ở dưới đáy chưa? Chưa vít. Tìm cái vít, tìm cái đá, cái lỗ ở dưới đáy. Rất là lắng luôn. Có lắng không? Lắng. Nhìn thấy không gió, cây còn héo hắt luôn này. Ồ, thế mà cây này chẳng tưới cho nó gì. Có chứ, tưới buổi sáng mà. Bây giờ đang là trong công đoạn là anh em chúng tôi đang cho nước vào bể. Cho thêm một chút nước thôi các bạn, để cho gọi là khó đó. Cho nó dễ làm chứ không đục đá không khó làm đó. Đây là đá mà mình đã mua để có thể làm được đấy. Làm thử thách. Đây nữa. Rất nhiều đá luôn. Nước nào không được, nước thì không đi. Rất nhiều đá luôn. Không có nước khó nằm ở đâu. Rồi. Anh Cường biết toàn không bị xịt thải ra, em không xịt tí nước nào. Đấy, Tây ba lô nó bảo là không phịch tí nào, không sượt tí nào luôn. Châu Phi vẫn sợ đen da. Dạ, xịt thế đấy. Có khi nào trắng như thế này thôi. Ấn vừa không gãy mẹ cả ông nhà anh luôn đi. Nữa không? Nữa đi. Lên này. Anh đổ đá. Tôi nghĩ là chỉ thế này thôi, tầm này thôi. Không, lên một cốc à? Đã tức là cốc thì đổ đá 6 đá không đầy được. Đầy không? Không đầy. Không đầy chỉ là để cho làm lạnh thôi. Thì đấy thì mình đổ nước vào cho làm lạnh. Cái kia mới áp lực của cái thằng 93 cân như nữa. Thì tính nên nó sẽ tràn đấy. Không dám nhìn vào đôi lưng ấy. To như cánh cửa cho tôi luôn các bạn. Đây là chuyên gia tập gym. Nó quẹo chuyên gia tập gym các bạn. Hiện tại chúng tôi đang ở trên thượng. Cực kỳ nóng luôn. Ngoài trời. Trời ơi. Đấy các bạn nhìn thấy 50 độ C. Nắng gắt kinh khủng luôn. Đúng là cây mà phải héo luôn này. Đấy, nếu mọi người xem clip mà thấy hay thì nhớ like và ủng hộ anh em mình nhé. Nhớ thêm một đăng ký kênh để mọi người có thêm động lực để làm nhiều clip hơn nữa. Chứ gian nan này kinh khủng lắm. Sau một thời gian thì anh em chúng tôi đã bơm được từ đây nước vào rồi các bạn ạ. Cũng phải được một khớp rồi ấy, 10 phân nước. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bỏ đá vào, bắt đầu bỏ đá vào trong các bạn nhé. Xé ra. Wow, đã luôn. Mọi người nhìn cảm giác có đã không? Đứa anh ấy. Trời nóng như này mà được sảng khoái trong cái này thì quá ok luôn rồi. Tí chết thâm hôi. Đấy anh ngồi giờ cũng cắt cũng cắt. Rồi bọn tôi đã bỏ hết đá rồi các bạn. Bây giờ chúng tôi, anh em chúng tôi sẽ nhảy vào đá cho nó nóng. Từ ạ. Nóng cho đá. Từ xa vậy. Bây giờ xong đá rồi, anh em nhảy vào tắm thôi chứ nhỉ? Tao nhảy trước, mày áp suất to, mày nhảy sau nhá. Ui, lạnh không? Ui, mát. À, vớt nước rồi. Tí mày vào thử đấy. Ui. Wow. Như bác cực luôn. Tao phải bây giờ đi, tao là chị lạnh. Giỏi nhất. Ok, tối nay chơi trò viên. Thua ra trước để thua trò viên. Chơi chưa? Rồi, sao ta ngồi xuống. Anh chơi là lắm, bây giờ xem nào. Hôm nay tôi tạo điều kiện cho hàng này nó chơi các bạn. Nếu mà thích thì chơi cả ba luôn. À, ba đây đi. Cả ba chơi luôn. Chơi chơi tí nữa. Chưa, đã chơi. Đi không giờ. Vào đây. Rồi ok, thế bây giờ chơi thế nào? Luật chơi thế nào? Thích chơi là ai chịu được lạnh giỏi nhất thì là tội người thua phải mời bia. Mà chịu lạnh giỏi nhất là thua là phải mời bia. Ok chứ? Okay, chắc chưa? Chơi đây. Chắc chưa? Chắc rồi. Rồi ok. Với điều kiện là phải nằm ra nhá, không để chân này oh, okay. Đây mày đứng lên, đi công tí để bảo là tao ăn gian. Ok, bây giờ tôi sẽ vào trong đây và thi cùng với bọn nó nhá các bạn nhá. Hôm nay một kèo bia luôn đấy. Hôm nay em mà thắng thì không mà uống bia tẹt vô luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ vào đây. Ngồi đó. Bạn mặt chơi là thôi tôi không giả thần giả quỷ nữa. Tôi sẽ không giả thần giả quỷ nữa. Tôi là người biết. Bây giờ mày giả ma. Đấy sửa đẹp dài nữa. Anh cái Mỹ về đấy, địch kiểu Mỹ đấy, Australia đấy. Dẹp đấy. Rồi. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ cùng thi nhé các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ bấm dây. Đấy, mọi người nhìn không? Đó. Bây giờ sẽ cùng bấm xem ai sẽ là người phải đứng đi trước nhá. Ai là người đứng đi trước thì người đấy sẽ phải hô bia cho bọn tôi uống. Ok. Tối. Tối mà. Ai bảo bây giờ? À, bắt đầu nhá. Ui, từ bấy giờ có vẻ hơi căng nhỉ. 1, 2, 3, bắt đầu. Nằm ra cơ. Nằm xuống. Ai chơi kiểu ngồi. Mày có chơi được. Ui, như kiểu làm ở trong bắc cực luôn các bạn ạ. Hy vọng là hôm nay không anh em nào bị ốm. Đây là một ổ gọi là lợn dịch tả. Ui. Thế kia là tả thế này 40 em giây. Không bao giờ em đứng trước được. 40 giây các bạn. Các anh thua rồi. Còn đâu. Còn có vẻ em mơ yếu như em bắt trước thôi. Lên đi. 55 giây, 1 phút. Ôi. À, một tặng quá, một tặng một con các bạn. Đây làm gì vậy? Ui, nằm cho nó mới khua, nằm cho nó mới vào phổi sẵn ra cả. Mày mà ngổm dậy mày thua. Mày ngổm dậy mày thua ấy. Ồ, bây giờ ta lại thấy thư giãn có cơ. Ra quá. Thư giãn có cơ. Hai, 1 phút rưỡi. Đấy, về cái ra có 1 2 quá. Tím rồi. Bây giờ bắt cho bác em vào đây. Ôi chịu ngon. Hoàng Nghi đừng ngót rồi. Tầm này không ngót được nữa rồi. Con xin lon. 2 phút rồi các bạn ơi. Lại. Bây giờ ra đi tê đấy. Bớt thêm nước, bớt thêm nước. Nước giảm lạnh. Giảm lạnh kệ. Ồ. Ôi, giảm lạnh thật. Cái này nó giảm lạnh. Cái này nó thắng mất. Chắc chắn là sẽ thắng rồi. Cô tắm nữa không? Có thua rồi cứ vào đi tắm thôi. Bây giờ em phải ngâm thế đi. Ốm ra vào nhảy vào. Ốm. Sao phải tím tay. 3 phút rồi. Sau mình anh em mình làm cho toàn đá là đá. Toàn đá. Mua một cái tầm phi tầm 2 lít. Nếu mọi người mà thích mà chúng tôi làm một cái. Vâng, sao thắng rồi. Thua rồi. Tối nay được uống bia. Quá nhỏ luôn các bạn. Tôi đang muốn là các bạn sẽ thích. Nếu mà muốn thêm thử thách gì cho anh em tôi thì cứ comment phía bên dưới để bọn tôi thử thách. Không ngờ tạo điều kiện cho nó thắng luôn. Quá đèn. Nó này uống bia chua à? Mua cái bình thùng phi. Là cái thằng này. Cái thùng phi 2 lít. Cái thằng này mà nó uống bia thì không biết bao giờ cho nó đổ các bạn ơi. Vài bia đó. Chết lỡ. Bia này cầm mồi đấy. Anh em tôi chi bia thôi nhá, tôi vừa nãy tôi nói là chỉ có chi bia thôi, không có chi mồi luôn. Ở đây là mồi, uống bia nó phải tính. Uống bia, uống bia không ai mà uống được luôn. Thua 2 người thua, 1 người bia, 1 người đồ ăn. Hợp lý không? Quá hợp lý. Bây giờ là 3 phút 49 rồi, nó vẫn chưa đứng được luôn. Vẫn gan nỉ luôn. Thực ra là trong bộ đội tôi đã mùa đông xuống ao mùa súng. Thằng này nó cạnh nó đi bộ đội, anh em chúng tôi không đi bộ đội. Đau đầu thế, tôi bị lừa. Quên vừa nãy không nghĩ đến là nó đi bộ đội 1 lần rồi. Trong bộ đội có nhiều hình phạt như là mò súng dưới ao, rồi mò cua bắt ốc đực, bắt ốc đực. Đủ để còn bắt ốc đực nữa. Mấy mùi rồi. À, nhiều mùi lắm rồi. Cụ thể kể các bạn nha. Cụ thể là tôi bị phạt. Phạt về hình thức gì thì đón lại là mò cua hay là bắt ốc đực? Mò cua, mò tôm, bắt ốc đực, bắt cá. Thế đủ cá đấy à? Đủ hết. Chứng tỏ thằng này ngày xưa nó cũng chẳng ngoan gì đâu các bạn ạ. Đi bộ đội mà suốt ngày bị phạt thế thì làm gì đấy đâu mà ngoan. Cái chữ gì mà xoáy phết nhỉ? Ôi, chuyện bình thường. Bây giờ nó hết mát rồi, cũng nằm sướng kìa. Có anh nằm xuống thử xem còn lạnh không? Thử xem. Thế sau khi thử thách xong thì cảm tưởng chú gì đó? À, thực sự là một câu ngắn gọn và xúc tích. Rét. Giữa trời nắng vẫn rét. Thế của chú? Tê người. Tê người. Mà mi còn hot được không? Mà mi hot yếu lắm. Thành con chim non mất rồi. Chim đang già quá thành chim non. Thực sự là rất là lạnh luôn các bạn ạ. Nhìn thấy tôi nhưng mà nhiệt độ chắc là nó chỉ tầm khoảng 10 độ. 1 độ. Chỉ 1 độ thôi. 1 độ thôi. Tím hết cả tay chân mình. Cái này. Cái này chứ kiểu mà sau ta cho mày uống thuốc ngủ vất mẹ. Ở vậy là thử thách của anh em mình ở đây là đã gọi là kết thúc rồi. Thì mọi người thấy hay thì nhớ like, subscribe và chia sẻ ủng hộ cho anh em mình có thêm động lực để làm những cái clip tiếp theo nhá. Ai có những cái ý tưởng gì thì nhớ comment phía bên dưới nhá. Ok, chào ba.